Bạn có biết công việc của một phóng viên ảnh tham gia tác nghiệp tại SEA Games 31 thì như thế nào không? Xin chào mọi người, lại là Quỷ đây. Hôm nay thì Quỷ sẽ bật mí công việc của một phóng viên ảnh tại SEA Games nha. Công việc của tụi Quỷ là chụp ảnh, viết chú thích rồi gửi về cơ quan, có khi thì phải viết bài luôn. Rồi sau đó là bài sẽ được biên tập và đưa lên trang cho các bạn xem. Nói thì nghe đơn giản nhưng mà phức tạp lắm nha. Đầu tiên là phải nắm rõ lịch thi đấu của các môn. Có đến hơn 40 môn mà diễn ra ở hơn 12 tỉnh thành, rồi mỗi tỉnh thành lại có những nhà thi đấu khác nhau nữa, nên chạy mà xỉu luôn. Có ngày á hả, Quỷ chạy tới 3 nơi từ sáng tới tối, rất là đuối. Để Quỷ kể nha, buổi sáng thì tầm 7 giờ phải dậy, ăn sáng thiệt là nhanh, xong rồi chạy tới nhà thi đấu Điền Kinh. Hôm nay thì Quỷ chọn môn đấu kiếm, trời ơi nó khó chụp quá trời, bởi vì bình thường có đấu đâu mà chụp. Chụp gần cả chục nghìn tấm nhưng mà cuối cùng lựa được có mấy chục tấm à. Bởi vì khi chụp là phải bắt được cái khoảnh khắc tính điểm mà nó nhanh tới mức mắt nhìn không có ra luôn. Rồi sau đó thì chạy qua cung thể thao dưới nước ở Mỹ Đình để chụp bơi lội nè. Cũng là một cái môn khó luôn, thì bình thường cũng không bao giờ đi chụp. Hôm nay đội bơi lội thi đấu quá là tuyệt vời luôn. Huy Hoàng thì đạt được huy chương vàng, còn Kim Sơn thì đạt được huy chương bạc. Cũng may là bắt được một số cái khoảnh khắc đẹp của Huy Hoàng nè, của Sơn nữa, chứ không là không có hình minh họa là lại bị mắng cho mà xem. Khi mà bắt được những cái khoảnh khắc đẹp, cảm giác nó sung sướng lắm mọi người ơi. Bởi vì mình sẽ giúp được cho độc giả tự hào hơn về chiến thắng của Việt Nam mình. Bên cạnh đó thì mình cũng phải tìm được những cái câu chuyện là các bạn ấy đã vất vả như thế nào, tập luyện ra sao, để mọi người có thể hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Và cái môn thi cuối cùng nó sẽ kết thúc vào tầm 8 giờ hoặc là 9 giờ tối. Rồi tụi mình lại lết hết về khách sạn làm hình tới 1-2 giờ khuya. Ngủ một chút rồi sáng hôm sau lại tiếp tục một ngày chiến đấu. Mệt thì phải công nhận là mệt thiệt, nhưng mà cảm giác nó rất là tự hào. Cái cảm giác mà mình được sống trong một cái môi trường quốc tế, làm việc cùng với các đồng nghiệp ở trong nước của mình, rồi cũng nhiều bạn bè trên thế giới nữa. Ê, có thấy cái ông đang tác nghiệp kia không? Ông đó chính là ông Quỷ Cốc Tử đây nè. Mọi người thấy ổn không? Tới giờ phải đi chụp nữa rồi. Có gì tạm biệt mọi người nha. Hẹn tập sau sẽ có nhiều điều thú vị hơn nè. Bye bye.